Xin mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Chào cô gái của chúng ta, mời cô gái ngồi. Mời nhà trai. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Ngọc Lan. Dạ. Em chào quý khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Hồng Phượng. Dạ, em sinh năm 1983. 83. Dạ, em sinh ra ở Nghệ An mà bây giờ em đang công tác và làm việc tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Phượng làm gì Phượng? Em làm bên ngành cơ khí đóng tàu. Rồi, bây giờ nhà gái giới thiệu cho nhà trai nghe nè. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Em tên là Nguyễn Thu Hương. Em sinh năm 1984. Và hiện em sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Em làm quản lý nhà và phòng trọ cho thuê. Có bao nhiêu phòng trọ? 13 phòng trọ và mấy nhà cho thuê thôi. Hồng Phượng thân mến, bây giờ Hồng Phượng nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe đi. Khuyết điểm trước đi. Khuyết điểm. Có hút thuốc. Biết nhậu, nhút nhạt, rụt rè được đám đông, nhất là trước bạn gái. Hút thuốc nhiều không? 2-3 ngày kiểu. Nhậu nhiều không? Đồ của em cũng khoảng 4-5 lon. Trời ơi, hút thuốc rồi nhậu nữa. Mình có ưu điểm gì để bù đắp lại cái nhược điểm đó không? Thật thà, vui vẻ hòa đồng với bạn bè. Hãy giúp đỡ người khác. Nghệ An rồi, mình vô đây mình sống với ai? Trước thì sống với chị gái, em gái. Và sau này em ở riêng. Tức là giờ mình thuê phòng trọ, ở trọ riêng. Dạ. Rồi mình làm cơ khí đó là làm sao? Ví dụ như mình làm con tàu, mình đóng cả phân, mình rạp cả phân lại, em là thợ hàn. Rồi, thợ hàn cơ khí đó. Chào nhà gái. Dạ, em chào nhà gái. Hay bà chủ nhà trọ. Bà chủ này chắc nhiều người trọ lắm á. Sao nè? Ưu điểm khuyết điểm gì nói cho nhà trai tôi biết coi. Ưu điểm của em á là vui vẻ hòa đồng. Khuyết điểm của em là đôi khi gặp cái người mà em cảm thấy thích á thì em sẽ nhút nhát và em sẽ run lẩy bẩy. Run lẩy bẩy. Trời ơi. Em run lẩy bẩy nãy giờ. Yên tâm, với em thì em chỉ cần nhìn thôi người ta đã lo rồi. Nhìn thôi người ta đã lo rồi. Nếu như mà em mà được như anh nói thì lâu nay em đâu có ế. Okay. Bao nhiêu mối tình rồi mà chưa có mối tình nào hả? Không, em có rồi. Nhưng mà em cảm thấy như là nó không hợp với em. Cái người đầu tiên mà em lấy làm chồng năm em 19 tuổi thì người đó đi với bạn gái đó. Thì có nghĩa là lấy nhau rồi. Thì khi đó em có bầu thì em gặp thì hai người đó dạy như em có xô xát một chút thì đẩy em thì em bị sẩy mất đứa đầu tiên. Và cho đến bây giờ thì em vẫn chưa có đứa nào. Nói chung là em cảm thấy như là tự nhiên em bị ám ảnh á. Xong rồi em không có muốn, giống như em bị mất niềm tin ạ. Tức là từ đó tới nay em không có. Em có, và cái người thứ hai thì cũng không hợp. Và người thứ ba thì giống như là người ta rất là lo lắng cho em. Em thấy một cô bạn, cô bạn đó thì em coi như một người chị gái của em. Và người đó thì ví dụ như là em quen anh đó tại thấy lo lắng cho em quá thì sẽ ghen tị. Xong rồi thí dụ ngồi sẽ nói là cái con này nó lợi dụng mày tiền bạc thôi. Có nghĩa là nói với anh đó, còn nói với em là giống như chị nhận quen cho vui vậy đó. Qua đường thì tự nhiên là hai đứa gây một sự hiểu lầm và mâu thuẫn. Hai đứa cãi nhau đến độ mà không thể hàn gắn được. Và từ đó là em ế cho đến bây giờ. Em lập gia đình năm bao nhiêu tuổi? Em năm 19 tuổi. Được bao nhiêu năm? Em ở được mấy tháng thôi thì em mất cái bầu nên là em ly dị luôn. Ly dị luôn. Em nghe hoàn cảnh bên chưa? Em nghe rồi, em thấy cũng buồn. Thấy buồn đúng không? Thật ra cô gái bên kia rất là dễ ấn tượng lắm á. Còn mình sao? Em thì cũng trải qua 3-4 mối tình. Mối tình dài nhất của em là cũng được hơn 2 năm. Lúc đó thì cũng do công việc nó ít. Có cái dịp đó em về quê cũng Tết này anh em. Tết này em về quê thế là làm trang trại, nuôi heo, nuôi gà, nuôi làm trang trại với bố mẹ thế thôi. Thời lúc đó là cái dịch lớn thế là khó khăn lắm. Thế là ở trong này cũng ít liên lạc, em cũng ít liên lạc. Tự nhiên lâu xa mặt cách lòng. Thì chia tay. Dạ chia tay. Cũng long đong quá hả? Bây giờ em muốn có một người vợ như thế nào? Không có quan trọng về ngoại hình. Ngoại hình là được, nhìn được là được thôi. Chứ còn em quan trọng về cái nội tâm hơn, về cái phẩm chất con người, đẹp nết hơn. Đẹp nết là sao? Bây giờ như thế nào là đẹp nết nè theo anh? Giờ chưa thấy cái nết. Chào chị trai. Chào chị. Giờ thấy cái nết làm sao là thấy đẹp? Em cần một người phụ nữ của gia đình. Chứ em không có thích một người tóc vàng, tóc khỏe hay là nhí nhảnh gì đấy. Em không thích. Bây giờ tóc vàng nó là người ta style, một thời trang. Tóc nó bị cháy thôi, nắng quá. Còn em nè,
Em muốn một mẫu hình lý tưởng một người chồng tương lai như thế nào? Biết quan tâm em, biết tôn trọng ba mẹ và kinh tế đủ vững vàng để cả hai không phải suy nghĩ nhiều. Tại vì người ta nói là tiền không phải tất cả, nhưng mà đôi khi không có tiền thì vất vả thế thôi. Cũng hay. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với em trai và bạn của em. Em chào hai MC và chào quý vị khán giả, chào đàn trai. Theo đánh giá mà cá nhân của em á, thì hai anh chị á, là về ngoại hình nó đã không tương đồng. Hai anh chị á, là về ngoại hình nó đã không tương đồng. Thực sự thì em chơi với chị cũng lâu rồi, em cũng biết tính cách của chị là rất năng động. Anh thì lại thích một người phụ nữ là của gia đình. Cho nên theo ý kiến riêng của em thì có thể hai người nếu mà đã lên chương trình rồi thì có thể cho nhau một cơ hội. Nếu mà thấy không tương đồng thì thôi đừng bấm luôn. Đúng rồi, dạ. Mất thời gian. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì nếu mà không có hợp nhau thì bấm cũng khó lắm. Dạ. Nhưng mà đó là mình là người ngoài, mình nhìn khách quan. Một tí nó mở rào, hai anh chị sẽ nhìn nhau kỹ hơn. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Ok. Cảm ơn nhà gái. Cảm ơn ý kiến của em. Nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với em gái và em của em. Dạ, chào nhà trai ạ. Hôm nay em đến đây để cầu vui cho anh trai. Xúc động là sao nè em gái? Em gái lo lắng cho em trai, anh trai quá đúng không? Tại anh cũng lớn tuổi, với lại anh cũng hiền lành lắm. Nên thành ra là cũng lo. Lo đúng không? Thương quá. Rồi, hy vọng ngày hôm nay anh trai sẽ có người nắm tay đi về nhà ha. Thôi, bây giờ mình mở rào thôi. Đúng rồi. Mở rào. Chuyện còn lại là của các bạn à. Chúng ta cũng đã nghe người thân góp ý rồi. Gặp mặt nhau đi. Điều gì đến sẽ đến nào. Bắt đầu đi em. Chào em. Chúng cậu muốn hỏi tặng em. Em cảm ơn anh. Lâu lắm rồi em mới có người con trai tặng hoa cho em á. Anh cũng lâu lắm rồi mới tặng hoa cho một người con trai. Vâng, vậy thì em có món quà tặng anh. Tuy là nó nhỏ nhưng mà nó có võ vậy. Cái này, cái mùi em hay dùng mà khi nào thì anh ngửi mùi thì anh sẽ nghĩ là ồ, em đang ở gần anh. Cái màu môi của em cùng dũng màu hồng này. Cảm ơn lắm. Mời hai bạn về ghế đi. Lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, các bạn cảm nhận về nhau đi. Xinh, dễ thương, người vừa ốm. Người vừa ốm. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng hiền lành, nhẹ nhàng. Đó về tính cách. Còn em cảm thấy anh cũng là một người sống tình cảm. Em muốn một người quan tâm em, thương em và đừng có lăng nhăng là được. Tại vì đến tuổi này thì em cũng không có mong muốn gì hơn. Em chỉ cần như thế là đủ rồi. Anh sống nội tâm. Nên là nếu mà lăng nhăng thì đã có người yêu rồi, đã có ấy rồi. Anh muốn một người vợ của gia đình, biết quan tâm, biết chăm sóc, là chủ giữa tinh thần của anh ấy những lúc anh mệt mỏi. Tại vì ế quá và gia đình đều dục rồi mà lớn tuổi đó rồi, rất là muốn lấy vợ. Anh khẳng định cái điều đó cho em. Cái kế hoạch là anh sẽ lập nghiệp và sinh sống ở đấy chứ không có về quê. Tuy gốc là anh ở Nghệ An nhưng mà hộ khẩu với ấy rồi anh ở đấy hết rồi. Thế hiện anh ở quận mấy ạ? Anh ở quận 7, Nhà Bè. Ngày thì anh làm xưởng ở đóng tàu, cơ khí đóng tàu. Còn buổi tối thì anh có chạy thêm Grab nữa. Nên anh biết cũng... Anh cũng đầy nghị lực nhỉ? Tại vì khổ đấy là mình phải cố gắng. Ai cũng có một cái áp lực trong cuộc sống mà. Em tuy vậy nhưng mà áp lực em cũng nhiều lắm. Em cũng khổ tâm nhiều. Thành ra là em cứ phải gồng lên mạnh mẽ với cuộc đời này. Em mà khóc thì em cảm thấy xấu hổ. Tại vì xưa giờ em con đầu cho nên là em lúc nào cũng phải gồng lên, vừa làm anh vừa làm chị. Cho anh hỏi em là người đâu? Em sống Sài Gòn từ lúc học mẫu giáo giờ. Là gốc đấy đó. Còn gốc của em á là gốc Hà Nội. Hà Nội. Dạ. Nếu như là một người chồng thì em sẽ làm gì để chứng minh một người chồng tốt như thế nào đó, nói cho nhà gái người ta tin tưởng đi. Sau này mình về với nhau á sẽ quan tâm em, anh sẽ săn sóc em, anh yêu thương em đến suốt đời. Rồi, cảm động. Nếu như mà mình đến được với nhau á, thì theo em thấy thì bao lâu, anh thì anh càng nhanh càng tốt rồi. Em nghĩ là chắc 6 tháng đến 1 năm đi, thì có cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Có một cái khoảng thời gian tìm hiểu ha. Dạ.
Chứ em không muốn cái gì vội vàng đến rồi nó cũng vội vàng đi, em không thích điều đấy. Rồi còn cô gái nào ngoài thời gian mình đi thu tiền nhà trọ thì mình có thể làm được những cái điều gì để mình chứng minh mình là một người vợ chăm lo cho gia đình? Nói chung là về nữ công gia chánh này, nói chung là nấu ăn, rồi em thì có sở thích là đam mê xe thì em cũng hay tham gia các hội nhóm xe. Xe mô tô. Em thì bây giờ sau tai nạn á thì em chỉ nhẹ nhàng đi SH thôi. Chỉ nhẹ nhàng đi SH thôi. Cá tính ghê chưa? Anh có suy nghĩ thế nào về người con gái xăm hình? Đó là nghệ thuật. Ví dụ như anh thì cái nhuộm tóc này cũng vậy này. Rồi sắm môi hay là kẻ mày cũng đâu phải ngày xưa nữa. Nãy em nghe nói là anh không thích con gái để tóc vàng mà. Em cần một người phụ nữ của gia đình, chứ em không có thích một người tóc vàng, tóc khỏe hay là nhí nhảnh gì đấy, em không thích. Hồi nãy thôi còn hồi nãy thôi, giờ bỏ rào là người ta thay đổi liền. Cuộc đời nó thay đổi nhanh lắm. Bây giờ nè, em tiến tới em nắm tay bạn gái đi. Quan điểm với con trai con gái trong gia đình nắm tay em. Nhìn thẳng vào, nắm hai tay. Đó, nhìn thẳng con gái đi. Em cao mét mấy? Em cao mét 65. Cao hơn anh? Dạ. Em có nghĩ vấn đề đó quan trọng lắm không? Vấn đề đó là vấn đề gì anh? Thì cao thấp chứ. À không, nó bình thường mà. Bây giờ sữa của nước ngoài cũng nhiều. Nếu mà có baby thì cho nó uống sữa thì nó cũng đủ cao thôi. Nhưng em nếu mà về với nhau em muốn mấy người con? Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Hoàng hải. Nhưng anh thấy có ba người là hai gái một trai thì đẹp. Nhưng mà lỡ mà toàn gái thì sao? Cũng đẹp, ba người là đẹp rồi. Ồ vậy hả? Ba con bịt rời kêu quạc quạc hả? Ba con bịt rời kêu quạc quạc hả? Em thích con gái đâu trước? À, em thì thích con trai thôi. À vậy hả? Anh thích con gái đâu trước? À vậy ạ. Con gái đâu trước, chăm lo cho mẹ đỡ khổ. Mấy năm gần đây em có tích góp được một cũng không nhiều lắm đâu, nhưng cũng chưa đủ được mua nhà được đâu, nhưng mà một ít rồi, cứ khoảng 3 năm nữa là anh sẽ có đủ mua được một căn nhà nhỏ nhỏ. Căn nhà đó thì ở quận mấy hả anh? Quanh nhà bè mới mua nổi chứ. Quận nhất, quận 7 thì chịu. À dạ. Yeah. Đâu cần đâu, nếu mà anh thích thì em có dãy trọ ở Bình Dương. Còn không thì ở Gò Vấp hoặc bên quận 9 em cũng có mà. Nhà không quan trọng với em nữa rồi, chúng ta sẽ ở phòng trọ thôi. Vâng, hiện thời em cũng ở một căn phòng nhỏ để em quản lý bao quát được hết. Đó. Anh về anh quản lý phụ em luôn cũng được. Đó. Đến đây là mình cũng làm cái duyên, còn phần là do mình tự tạo ra. Dạ. Nên là em hãy bấm nút nhé. Em hãy bấm nút nhé. Chào anh. Còn ta sao chưa gì buông tay ra rồi? Em run quá anh ơi. Run cái gì đứng em đây? Run quá tay run. Run thì run chứ, làm sao cho nó hết run thì thôi. Đứng đây em nhìn thẳng mặt bạn gái, bắt đầu nghe bạn gái hát nè. Em hát dở lắm anh. Làm gì đó, nói gì đó. Em đọc, vậy thì ở đây thì em có thể ứng khẩu thành thơ. Hôm nay gặp nhau ở đây trong chương trình này, tuy chúng ta là người lạ, nhưng hy vọng rằng anh hãy cho em mái ấm để chúng ta có một ngôi nhà và những đứa trẻ trong mơ. Anh đâu biết. Anh đâu biết, anh đâu biết. Thơ cũng lạ quá ha. Là đọc thơ chưa? Đọc rồi đó. À cái đó là thơ hả? Thơ đó. Thơ đời mới. Thơ giờ nó lạ lắm. Thôi được rồi. Bây giờ thì chúng ta để tay mình nút bấm đi. Thật thà, chất phác. Một cô gái bản lĩnh, mình phải trung thực với con tim của mình nha. Thích thì mình bấm, mình thấy không hợp với mình thì không cần bấm để mất thời gian lẫn nhau. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. Ừ. 1. Hai. Tại ảnh cũng lớn tuổi, với lại ảnh cũng hiền lành lắm. Nên thành ra là cũng lo. Lo đúng không? Theo đánh giá mà cá nhân của em á, thì hai anh chị á là về ngoại hình nó đã không tương đồng. 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng.
anh bấm rất nhanh, ở số thứ hai thôi là anh đã bấm rồi. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Thấy người ta chân thành chưa? Thật ra nha, nên cho anh ấy cơ hội đi, anh ấy sẽ chứng minh được điều đó. Hoàn cảnh như thế nhưng mà anh ấy rất là mạnh mẽ. Đừng có gọi là nghĩ rằng là những cái người mà khó khăn là người ta trùng bước đâu. Càng khó khăn người ta càng mạnh mẽ. Anh thấy rằng anh ấy sẽ đủ để chăm sóc em, đủ để có thể làm bờ vai cho em tựa vào, đủ thì có thể hỗ trợ em rất nhiều điều trong cuộc sống. Một nụ hôn đầu tiên cho ngày gặp mặt nào. Anh xin phép, anh xin phép. Hôn sâu, thật sâu vào, hít hết hơi luôn. Chúc em hạnh phúc nha. Cảm ơn anh, cảm ơn anh.